Dạ lấy cây đi con, chuẩn bị đi dâu cây mít cục đỏ sao vàng cho anh trai cô chú. Ông anh này ở Sài Gòn á, bây giờ đi là điện cho ảnh nè, mà ảnh đặt về bên ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông, Cai Lậy, hỏi nhà bà Chính Mụ là mẹ anh á, mẹ anh chắc ngày xưa làm mụ, 10 cây mít ruột đỏ sao vàng, lựa gốc bự nhất, cái bo cao đẹp nhất cho Út, ừ cho ảnh, 10 cây đẹp như vậy nè, giao tới nhà luôn, con 1,5 triệu à, theo bà con mắc cây ghẻ. Đó, cây gì nè mà được bảo hành 30 ngày đầu nữa, sai giống tới ra trái, sai giống được đền nữa, cơ hội xác suất lời nhiều khi nó thấp lắm nha, thêm tiền cho ông thần này đi nữa, mà khi mà hắn nói vậy nhiều cô chú chắc chắn sẽ đặt câu hỏi, ừ mày bán vậy á hả, nhiều khi xui không lời nữa bán chi. Hắn sẽ nói nếu mà bà con ta mà đã kinh doanh lâu sẽ hiểu tại sao hắn làm vậy. Đầu tiên hắn bán sản phẩm lớn như thế này để làm gì, định vị cái thương hiệu đơn giản, sau này cô chú tìm dạng cái dạng cây phổ thông là ai cũng có rồi, nhưng mà khi mình cần những cây đặc biệt như thế này, đẹp bự to cao khác biệt, nghĩ ngay tới ai, cây giống Tâm Phúc. Dạng nhiều nữa nói cô chú nghe, để mình làm được những công việc thuận lợi á, mình phải có những cái người đồng hành với mình, ví dụ mình chỉ làm mình biết cái lợi cho mình không mà không nghĩ người khác thì không ai giúp đỡ mình được. Bất kỳ ai vậy, trên con đường thành công phải có những người đồng hành. Sẵn đây chia sẻ với một số bạn mà có thể đang kinh doanh cùng ngành với mình luôn mà lên khịa khịa với mình á, các bạn làm rất là nhiều năm mà không có thương hiệu, không nổi tiếng là vì các bạn không định vị được cái thương hiệu của mình. Mình phải định vị được cái thương hiệu thì các bạn rất là dễ bán hàng. Chạy từ từ nha con, chạy nhanh dập, tại có mấy cái nó lá còn non này, cô chú quay gần thôi. Tội cái bo này bằng ngón tay giữa luôn, ngón tay chỉ đeo chiếc vẫn bự nè ở trời chơi cắt ngón út à cái bo. Nhưng mà mấy anh em mới biết làm mít thắng chỉ luôn, đem để ngoài nắng á bo nó mới bự được, để trong mát là bo ốm nhách à, cái nào lấy ra xong lắp cây khác vô để không hên nó hỏng, nó ngã hư cây hết. Lượng chục cây đẹp nhất cho Út, để thôi anh về anh không hài lòng mất công á, chạy chậm không hơi lá này nó dập nó đen cô chú, chạy nhanh là giá đặc biệt mấy lá non nè nó sẽ dập hết rồi. Quay sơ sơ cô chú biết là chuẩn bị giao có 10 cây đó đi đó. À, bà con cần mua giống thì liên hệ em Thắng, địa chỉ ở Sơn Quy, thị trấn Chợ Lách, Bến Tre, có định vị trên bản đồ. Hai số điện thoại này có sử dụng tất cả các mạng xã hội. Em là cây giống Tâm Phúc. Cảm ơn bà con một lần nữa nha.